Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Apple Channel, Minh Thông Review đây. Hơn 2 củ khoai là con số mà mình đã bỏ ra để mua em LG G8 này các bạn ạ. Đây là con LG G8, một trong những con điện thoại mà mình thấy rằng trong phân khúc giá từ 2 cho đến là 3 củ mà ngon, rất rất là ngon. Và có những cái yếu tố mà với tất cả những con điện thoại đang có ở trong tầm giá này, nó không thể và không bao giờ có thể có được. Trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau review lại về em này, so sánh ưu và nhược điểm, và cũng như tại sao mình lại mua con LG G8 này với mức giá rẻ như vậy nhá. Ok, trước khi bắt đầu video này thì nếu bạn nào quan tâm về những sản phẩm điện thoại với mức giá tốt nhất, hàng mới chính hãng thì có thể tham khảo ngay tại cửa hàng Di Động Việt thông qua đường link ở phần mô tả và bình luận của video này. Hiện tại ở Di Động Việt đang bán rất nhiều dòng điện thoại chính hãng khác nhau như là Samsung, iPhone, Oppo, Vivo, vân vân, và kể cả là Xiaomi nữa, cực kỳ nhiều, và quan trọng là mức giá tốt. Rồi, còn bây giờ hãy đến với nội dung chính trong video ngày hôm nay. Ok, thì con LG G8 này, đây là một trong những sản phẩm mà mình đã review cũng tương đối là nhiều lần cho anh em nó rồi. Được cái những sản phẩm của LG ở trong cùng tầm giá thì cứ phải gọi là ngon, bổ và rẻ. Và lý do mà mình mua em này nó rẻ như vậy thì đây là cái dạng hàng qua sử dụng. Và hàng qua sử dụng thì sẽ LG G8 thì thường sẽ có mức giá từ 2 triệu rưỡi cho đến là khoảng tầm là 3 triệu, dưới 3 triệu là anh em có thể mua được. Con máy của mình mua thì mình mua với mức giá là hơn 2 triệu một tí các bạn ạ. Thì tại sao nó lại rẻ hơn so với cái mức giá mặt bằng chung? Là cơ bản ấy, LG G8 thì nó có cái vân tay ở phần mặt sau, và con này đã bị mất vân tay rồi. Và cái bệnh mất vân tay là một trong những cái bệnh mà mình thấy rằng nó rất hay gặp trên điện thoại của LG. Và cách fit cái bệnh mất vân tay này cũng cực kỳ dễ dàng, và mình tự tin rằng mình có thể tự fit được cái vân tay, nên là mình đã chốt mua em nó. Hiện tại thì mình chưa có thời gian để fit, nhưng mà cái này thì mình chỉ cần là bung nắp lưng ra, kiểm tra và vệ sinh lại cái socket của cái phần vân tay là xong rồi. Thì anh em nào mà gặp tình trạng như mình mất vân tay trên điện thoại LG, cũng có thể là dùng hai tay ấn vào cái phần lưng này này, ấn vài cái mạnh mạnh tí hay là có thể là cái vân tay của nó sẽ quay trở lại. Trên LG G8 này, V40, V50 mình đã từng làm như vậy và thành công rồi các bạn ạ. Ok, đó là lý do tại sao mình mua máy rẻ. Và với con máy này hàng qua sử dụng, nhưng mà cái hình thức của nó thì vẫn còn ở mức là chấp nhận được. Hình thức thì khoảng là 95%, có một vài vết trầy, một vài vết cấn ở đây, nó không ảnh hưởng quá nhiều đến trải nghiệm mình sử dụng. Tại vì cơ bản là mua con này về thì thực sự cảm giác cầm nắm của nó quá tốt luôn. Con LG G8 ấy, một cái hay là hơn 2 củ khoai, cái khả năng hoàn thiện của nó quá ngon luôn. Phần khung kim loại này, mặt lưng kính này, và cái mặt lưng kính này phiên bản màu xanh nước biển mà mình đang có ở đây thì nó siêu đẹp các bạn ạ. LG G8 nó sẽ có hai phiên bản. Một là LG G8 Mỹ và hai là LG G8 Hàn. Phiên bản Hàn ấy thì các bạn sẽ có cụm 3 camera như thế này. Còn phiên bản Mỹ ấy, thì nó bị chột một con là chỉ có 2 camera mà thôi. Tuy nhiên thì cái ống kính của nó thì gần như tương tự nha các bạn. Nó chỉ hơn thua nhau ở một cái điểm là nó có camera telephoto hay không thôi. Thì phiên bản Hàn nó sẽ có telephoto và có đèn flash ở đây, vân tay ở ngay phần phía dưới nhưng mà đã mất rồi. Thì cái này mình sẽ có thể là fit được. Và ngoài ra thì em này sẽ được trang bị đầy đủ tất cả các cổng kết nối mà anh em cần, như là jack cắm tai nghe 3.5, cổng sạc Type-C, loa ngoài. Loa ngoài là một trong những cái yếu tố mình rất thích ở trên điện thoại của LG. Đặc biệt là khi mà mình vào test game ấy, thì mình thấy rằng cái loa ngoài của LG nó rất ấn tượng luôn. Nghe hướng này, trái phải trước sau và xác định hướng rất tốt. Anh em có thể cảm nhận được phía sau lưng, anh em có thể cảm nhận được phía trước mặt. Và đặc biệt là về khoản nghe nhạc của em này thì rất là căng. Anh em khi mà cầm nghe nhạc, cả cái phần mặt lưng của nó sẽ đánh rung lên. Tại vì cái LG G8 ấy, nó sử dụng công nghệ loa bong bóng. Thì các bạn sẽ nghĩ rằng là khi mà các bạn đặt xuống mặt bàn thì cái độ rung của nó còn nhiều hơn và nó sẽ giúp cho âm thanh lớn hơn nữa. Và khi mà đặt lên tay của chúng ta thì cái mặt lưng của nó sẽ hơi rung rung nhẹ, cảm giác khá là nhột khi mà chúng ta nghe nhạc, và nương được cái là nghe nhạc nó hay. Còn về các vị trí phím bấm ấy, thì em này mình thấy rằng là nó có đầy đủ những thứ mà mình cần luôn ấy. Tăng giảm âm lượng có, đặt ở một vị trí rất hợp lý, kích thước tổng thể nhỏ nên là mình có thể bấm lên được tất cả mọi thứ này. Và con này còn có cả nút assistant, nút trợ lý ảo ở đây, bấm một phát là có thể kích hoạt được ngay. Cũng rất hay với những bạn mà chúng ta thường xuyên sử dụng cái smart home ở trong nhà, hoặc muốn mua một con điện thoại phụ làm smart home, vì con này có thể ra lệnh tiếng Việt được. Còn với những cái con mà loa Google smart home các kiểu ấy thì các bạn cần phải ra lệnh bằng tiếng Anh. Ok, tiếp theo đó chính là về phần màn hình. Thì con này là một con máy đã khoảng tầm là bốn năm tuổi rồi. Thì thực sự về cái khả năng hiển thị màn hình của em này nó vẫn quá ngon anh em ạ. Con này sử dụng màn hình PoLED độ phân giải là 2K, và cũng như các bạn sẽ có tần số quét của nó sẽ là 60Hz. Màn hình con này thì sẽ sử dụng cái kiểu màn hình là tai thỏ, giống như là những con máy cùng đời, tại vì đời đấy thì đang kiểu làm cái thiết kế nó pha ke theo iPhone thôi các bạn. Đó, nhưng mà nhìn cụm tai thỏ này thì khá gọn gàng, đẹp, không ảnh hưởng quá nhiều đến trải nghiệm sử dụng của mình. Mà quan trọng nhất ấy là cái màn hình này khả năng hiển thị của nó vẫn cực kỳ ngon, màu đen rất sâu, và cũng như là khả năng hiển thị màu sắc của nó tốt, độ sáng cao, mình có thể thoải mái sử dụng trong nhà, ra
ngoài trời thì nó vẫn hơi bị giới hạn một chút, tại vì cơ bản là nó cũng chỉ lên được khoảng tầm là 700-800 nít thì thôi đó, nên là ra ngoài trời thì nó sẽ vẫn hơi chói một chút, nhưng mà đã tốt hơn rất nhiều so với những con máy hàng line new, hàng lướt ở trong cùng phân khúc rồi. Nhưng mà lưu ý rằng anh em khi mà mua G8 các bạn nên test thật kỹ nhá, tại vì với một số con G8 có thể là nó sẽ bị burn in màn hình, thì các bạn có thể test bằng code là sao thăng 546368 thăng sao con này đúng không ta, hay là sao thăng 546368 thăng sao rồi cái tên mã của cái sản phẩm đâu nhỉ, để mình check lại coi. Mình lâu lắm rồi mình không biết check LG nên là mình quên mất cái code, nhưng mà mình sẽ hiển thị cái code ở trên màn hình cho anh em, thì để anh em có thể code test được con này. Nói chung là test nó khá là đơn giản thôi đó, anh em nhập cái mã 820 vào là có thể test được. Thì trong này các bạn sẽ vào cho mình cái phần này, phần là manual test đấy đó, các bạn check cho mình cái phần là display này đó, thì trong cái phần display này nó sẽ hiển thị màu đen, xem là có bị đốm sáng chỗ nào không, nó sẽ hiển thị màu trắng. Các bạn check xem những cái phần viền của máy này nó có bị ám ở chỗ nào không, nếu mà ám thì có thể là kêu fix giá, và nếu ám ít thì có thể chấp nhận được thì kêu fix giá đi, còn nếu mà ám nhiều ấy hoặc là ám nặng quá thì thôi chúng ta bỏ qua con máy này nhá. Rồi ngoài ra thì chúng ta có thể là test được rất là nhiều thứ của con máy này ở trong đây, ví dụ như vân tay con này thì mất rồi này, nên là khi mà test ấy, thì nó sẽ không có hiện pass mà nó sẽ hiện fail đó, anh em thấy không. Và ngoài ra thì anh em có thể test được áp suất ở trên con này, áp suất là cái barometer test này các bạn, đó các bạn chọn vào thì ấn xuống một phát xem là áp suất còn nhảy hay không, thì với con này nó không còn áp suất. Đây là cũng điều mà có thể chấp nhận được thôi, tại vì cơ bản rằng là với một con máy mà 4-5 tuổi rồi thì làm sao mà nó còn áp suất hoặc là còn nguyên được. Thì đó là cách mà mình có thể test đơn giản con LG G8, nó có tất cả ở trong cái phần manual test. Rồi còn về phần mềm ấy, thì LG G8 hiện tại nó cũng đã được lên cái phiên bản Android gần như là tốt nhất của LG G8 rồi, là phiên bản Android 12. Mặc dù LG đã bỏ làm điện thoại nhưng vẫn được cập nhật phần mềm và vẫn được cập nhật bảo mật ngon lành nha các bạn. Đây là một trong những thứ mà mình thấy rằng là LG họ làm việc rất là trách nhiệm. Về phần mềm của sản phẩm này ấy, thì mình thấy rằng là cái cơ bản thì cái phần mềm của nó vẫn tương tự như là những bản khác thôi, chẳng qua là nó sẽ tối ưu hóa một chút về cái phần là giao diện ở bên ngoài, nó đơn giản và nó cũng khá là mượt và nó có tất cả những tính năng mà các bạn cần. Tuy nhiên thì với một số tính năng mà liên quan đến cái phần marketing như là clone app này, rồi một số tính năng như là RAM Plus này thì nó không có trên những dòng điện thoại như thế này các bạn ạ. Và mình thấy rằng là những tính năng đấy thì nó cũng không cần thiết, và với con này thì về cái phần mềm Android 12 thì mình thấy rằng đã dùng ổn định rồi, đã dùng ngon rồi. Sử dụng cơ bản 1-2 hôm test của mình thì mình thấy rằng chiếc máy này nó không có bất cứ cái gì mà mình có thể chê được về phần mềm, ngoại trừ là nó hơi ít tính năng ra. Còn về phần cứng thì sao ạ? Trong tầm giá 2 củ khoai các bạn sẽ có một chiếc máy mà gần như các bạn sẽ có được cái option phần cứng tốt nhất luôn. Tại vì cơ bản hơn 2 củ các bạn sẽ có cho mình con chip là Snapdragon 855, RAM 6 và cũng như là 128GB bộ nhớ trong. Thì với cái option này các bạn cũng có thể thoải mái để có thể là cài được những tựa game như là Liên Quân Mobile, PUBG Mobile và kể cả là tựa game Genshin Impact. Tuy nhiên mới là quan trọng này, con Snapdragon 855 này nó sẽ bị bóp và không thể nào bùng hết sức mạnh như là những con 855 khác. Nó bóp ở đây, nói bóp nhưng mà không phải bóp quá nhiều đâu, bóp là phải so với những con 855 mà được bùng sức mạnh như là trên con OnePlus chẳng hạn, chứ còn so với những ông em cùng tầm thì mình thấy rằng là hiệu năng của nó cũng xem thôi. Đó là mình đã có test thử tựa game Liên Quân rồi và mình đã có test thử tựa game PUBG, thì em này có thể gần như là bật được max setting 60fps. Tựa game PUBG anh em vẫn có thể chơi được, tuy nhiên đôi lúc chơi vẫn có tình trạng giật lag, nhưng mà mình thấy rằng là cái này chúng ta cũng không thể nào đòi hỏi quá cao, vì cơ bản con chip Snapdragon 855 thì đây là một con chip mà đã có tuổi đời khoảng tầm là 4-5 năm, và khi mà chơi PUBG ấy thì nó sẽ hơi nóng và tỏa nhiệt ra khá nhiều. Thì để khắc phục tình trạng này anh em có thể mua cho mình những cái quạt tản nhiệt từ tính nữa các bạn, quạt tản nhiệt kẹp cũng được, thì mình sẽ để đường link mua hàng ở ngay phần mô tả và bình luận của video này nhá. Khi anh em kẹp vào thì hiệu năng của nó sẽ được cải thiện một chút và nó sẽ không có bị tình trạng nóng khi mà chúng ta chơi game. Đó là điều mà mình muốn chia sẻ thêm cho anh em. Nói chung á là tầm 2-3 triệu thì con này về cái phần hiệu năng của nó là mình đánh giá nó quá tốt rồi. Ok, tiếp theo nữa đó chính là về cái khoản là camera, thì thực sự đây là một cụm camera xuất sắc ở trong tầm giá luôn. Mình đã có test thử ở chế độ quay phim chụp ảnh ở trên con LG G8, thì một điều mà mình có thể nhận ra trên LG G8 là cái cụm camera sau của nó vẫn rất là chất lượng các bạn ạ. Đây, chi tiết khi mà zoom lên cái cụm camera sau mình thấy rằng là nó đẹp và màu sắc của nó rất là thật với lại cái màu thực tế mà chúng ta nhìn, và chụp nền trời của nó cũng rất là xanh, chi tiết khi mà chúng ta zoom ra cũng rất là ổn. Và bên cạnh đó nữa thì cái camera góc rộng của nó chi tiết cũng rất là tốt nha các bạn, kiểu như là không bị chi tiết quá kém giống như là những con camera góc rộng ở trong cùng phân khúc nó làm cho có. Và ngoài ra nó còn có cả camera tele của nó sẽ là tele 2x, và các bạn thấy rằng là cái chi tiết khi mà chúng ta zoom ra ở cái camera tele này
nói chung là dùng được. Đó, thì bạn có thể xem qua một vài tấm ảnh mà mình đã show trên màn hình để có thể đánh giá về cụm camera nhé. Nhìn chung là chất lượng chụp ảnh thì mình thấy rằng trong tầm giá nhé, nó phải đạt khoảng tầm là 9,5 trên 10 rồi. Nếu mà hơn nữa thì chắc chắn là con Pixel 4. Rồi, còn về khả năng quay video từ camera sau thì đây là đoạn video 4K 60fps có chiếu rung quang học mà mình đã quay được. Nói chung là với con G8 này quay video vẫn ngon nha. Anh em nào mà muốn khởi nghiệp làm TikTok, làm YouTube và với cái số vốn thấp nhất ấy, thì có thể tham khảo em này. Vì khả năng thu âm của em nó cũng khá là ngon. Còn về camera selfie thì thôi, anh em bỏ qua đi. Tại vì cụm camera selfie em này khá là phế. Camera selfie 8 chấm có cả TOF các kiểu. Nhưng mà các bạn thấy này, chụp ảnh camera selfie trong điều kiện đủ sáng rồi mà nó mở tịt à, rơi lên một phát nó còn không kịp lấy nét mà chụp cơ. Còn nếu mà chụp trong điều kiện đủ sáng nhưng mà các bạn căn nét một chút thì nói chung là cũng ở cái mức là có thể nhìn được. Cái cụm camera này nó xấu lắm, làm đẹp thì thực sự là không thể luôn. Nói chung là về camera selfie anh em nên bỏ qua. Và thực sự trong tầm giá 2-3 củ thì chúng ta cũng không thể nào đòi hỏi một chiếc điện thoại quá hoàn hảo ở mọi thứ được. Rồi, tiếp theo nữa đó chính là về phần pin đi. Pin ấy, thì con này dùng cũng ở cái mức là tương đối ổn các bạn ạ. Pin 3500 nhưng mà mình nghĩ rằng nó đã chai ít nhiều rồi, còn khoảng tầm 3000 thôi, tức là nó chai khoảng tầm 10-15%. Thì với viên pin của sản phẩm này, các bạn có thể dùng được với những tác vụ thông thường nhé. Và thi thoảng có chơi game nhẹ khoảng tầm là 4 tiếng hoặc hơn 4 tiếng một tí. Còn nếu các bạn tập trung vào cái vấn đề là chơi game thì em này sẽ khoảng tầm là hơn 3 tiếng. Nói chung á, là với viên pin này thì nó đủ để đáp ứng cái nhu cầu cơ bản của chúng ta. Và khi mà các bạn mua chiếc máy này về theo cái dạng hàng line new thì tốt nhất các bạn có thể thay một cục pin mới mà kiếm loại pin zin mà thay nha. Hai là các bạn phải sử dụng một công nghệ củ sạc hỗ trợ sạc nhanh chuẩn. Còn nếu như các bạn sử dụng những củ sạc lô mà 10W ấy, sạc nó sẽ rất là lâu. Thì cơ bản thì mình thấy rằng là chiếc điện thoại này trong phân khúc giá là nó đã làm quá tốt nhiệm vụ của mình rồi. Bây giờ mà chỉ có khoảng tầm 2-3 củ trong tay mà anh em kiếm hàng line new để mua ấy, thì con LG G8 này cứ phải gọi là ngon nhất luôn. Và nếu anh em muốn kiếm được những lựa chọn thay thế tốt hơn, ví dụ như mượt hơn một tí và camera ngon hơn một tí, thì đó là mua con Pixel 4. Ok, rồi, đây là một video mà mình chia sẻ với em LG G8 mình đã mua được với mức giá hơn 2 củ. Chắc là em này thì mình sẽ thanh lý ở trong một cái video thanh lý sau. Anh em đừng inbox làm gì nhé. Hôm nào thanh lý thì mình sẽ đăng lên cho anh em. Rồi, và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Nhớ để lại một like và subscribe nếu cảm thấy video này mang lại nhiều thông tin cho các bạn nhé. Bye bye.